mình nhầm, vừa nãy là mình cùng với Nikki nhá, Nikki bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho Nikki mặc bộ lính cứu hỏa và lái xe đi. Rồi chúng ta lái xe thượng bê tông, bây giờ chúng ta sẽ lái xe buýt nhá. Rồi bây giờ chúng ta cùng trang trí chiếc xe buýt nhá. Ta sẽ cho chiếc xe này màu cam, à màu đỏ. Màu đỏ. À, cho sốc thôi. À. Vàng này. Vàng chúng ta sẽ tô hai ô này. Ô màu vàng và màu xanh lá. Xanh biển. Anh. Dạ. Đâu có rồi. Khi đang lên dốc. Ok, chúng ta sẽ trang trí chiếc xe của chúng ta thật hoành tráng. Cái gì lạ thì mình sẽ trang trí rồi cho mọi người. Đây rất là đẹp nét ra. Ố, trang trí này là cái gió nó mất rồi. Ok, đã xong chưa? Bởi vì là thời gian chúng ta cũng phải mất. Rất là nhập là thời gian thì... À, chúng ta rất nhiều ống kéo luôn. Rất nhiều màu. Wow. À, đón các bạn Ngọc à. Đón bạn số 8. Ok, tiếp theo bạn số 1. Và bạn số 5. Ok, đã trở lại 3 bạn rồi. Wow, chúng ta đi qua bãi rất là gần. Bay đi qua chúng ta gần này. Yuppie.
Ô, lại thêm mấy bạn nữa. Số 6. Số 2. Số 3. Ok. À, chúng ta sẽ bay qua những cái gì này. Không có đi ở đường tóc nữa. Wow. Đến chứng thôi, xe đi chậm thôi. Đấy, bay. Xe phải đập vào. Không phải đi đến chỗ bật nữa. Có hai bạn nữa nào. Bạn số 4 và bạn số 7. Ok, đã đầy xe rồi. Yuppie. Không đi được chỗ bật này. Tôi sẽ bay qua. Ok. Wow! Đã đến trường. Nhiều bạn quá. À, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Và đã đặt chiếc vàng.